Thưa quý vị và các bạn, hàng năm nước ta có khoảng 1 triệu rưỡi thanh niên bước vào độ tuổi kết hôn. Trong khi đó ước tính, mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 20.000 trẻ sinh ra bị di tật bẩm sinh và mắc bệnh lý di truyền. Nhằm giúp nam nữ thanh niên chuẩn bị lập gia đình, biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, ngăn ngừa từ sớm các bệnh lý di truyền, nâng cao chất lượng dân số. Mới đây, tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Trợ Giấy, đề xuất là nên bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Trong điều kiện hiện nay của nước ta, việc bắt buộc khám sức khỏe trước hôn nhân liệu có khả thi và nên được thực hiện theo tiến trình như thế nào? Với sự tham gia của bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông và giáo dục, tổng cục dân số, nay là cục dân số Bộ Y tế. Chuyện hôm nay sẽ bàn luận về vấn đề này. Sau đây mời phóng viên Ánh Tuyết và bác sĩ Mai Xuân Phương bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thành Lương và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Xuân Phương đã nhận lời tham gia chương trình 30 phút cùng vv 2 ạ vâng Xin chào biên tập viên, xin chào các quý vị thính giả. Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, à, trước đề xuất của đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức phải khẳng định là khám sức khỏe trước khi kết hôn là hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc của mỗi gia đình, sức khỏe giống nòi và tương lai của đất nước tuy nhiên việc luật hóa quy định nam nữ thanh niên phải kiểm tra sức khỏe trước khi lập gia đình thì còn có nhiều ý kiến băn khoăn và chưa thống nhất chúng tôi đã ghi lại ý kiến của giáo sư tiến sĩ nguyễn đình cử nguyên viện trưởng viện dân số và các vấn đề xã hội đại học kinh tế quốc dân và ý kiến của ông lê văn toàn trưởng phòng dân số truyền thông tri cục dân số thành phố hải phòng quy định bắt buộc khám sức khỏe trước kết hôn thì tôi cho rằng là cần phải cân nhắc thêm bởi vì thứ nhất là có thể là ngành y tế chưa đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe trước kết hôn. Khảo sát gần đây của chúng tôi trên 8 tỉnh thì 46,3% cán bộ y tế cho rằng là chưa đủ cơ sở vật chất để mà khám sức khỏe trước kết hôn. Và 43,3% thì đánh giá là thiếu cán bộ chuyên môn để cung cấp cái dịch vụ này một cái điểm nữa tức là rất là nhiều nơi người ta đã không đăng ký kết hôn rồi nếu mà khám sức khỏe trước kết hôn bắt buộc thì có thể làm tăng cái tỷ lệ không đăng ký kết hôn tôi thì tôi cho rằng là cái điều kiện về cơ sở y tế của Việt Nam hiện nay thì có thể đáp ứng được cái việc khám sức khỏe cho thanh niên trước khi kết hôn đối với thanh niên Việt Nam hiện nay và cái thu nhập bình quân thì cái chi phí để thực hiện cái việc này thì tôi nghĩ rằng là nó không có gì là khó khăn cả bởi vì cái chi phí nó không lớn Vâng, à, thưa bác sĩ Mai Xuân Phương, chúng ta vừa nghe hai ý kiến có thể là nói là hai cái quan điểm nó cũng hơi à, trái ngược nhau một chút ạ. Vậy thì quan điểm của ông về đề xuất bắt buộc các cặp vợ chồng khám sức khỏe trước khi kết hôn là gì ạ? À, tôi đã lắng nghe một cách rất đầy đủ hai ý kiến của hai nhân vật vừa nói trên. À, tôi hoàn toàn chia sẻ với những ý kiến mang tính xây dựng của hai nhân vật trên. À, xong ý kiến của nhân vật à, thứ nhất là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử và ông Lê Văn Toàn của trưởng phòng truyền thông và dân số của chi cục hải phòng. À, nhưng với cá nhân tôi thì tôi nghiêng về ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cử đó là. Thực tế của nước ta cần cân nhắc một cách kỹ lưỡng vì chưa thể luật hóa bắt buộc nam nữ thanh niên phải tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Vâng, tuy nhiên thì cái việc kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn thì nó có ý nghĩa lớn lao đối với hạnh phúc của mỗi gia đình cũng như là toàn xã hội thưa ông, nó rất cần thiết. Rõ ràng cái việc này là tôi hoàn toàn đồng thuận bởi vì cái việc mà tư vấn và khám sức khỏe trước kết hôn là một cái bước dự phòng cấp 1 trong việc nâng cao chất lượng dân số và đây cũng chính là cái chìa khóa vàng để mở cánh cửa hạnh phúc bền vững cho mỗi gia đình đất nước và hơn thế nữa là nguồn lực lao động cho xã hội và có thể nói tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn là một giải pháp cần thiết giúp cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn có kiến thức về tâm lý về sức khỏe sẵn sàng cho khởi đầu một cuộc hôn nhân và tình dục khỏe mạnh và an toàn đặc biệt là với lớp trẻ thì với chúng tôi suy nghĩ rằng là cái nhóm đối tượng nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn được tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn thì có thể phát hiện phòng ngừa bên cạnh những là hướng dẫn và điều trị bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến cái sức khỏe sau khi kết hôn hoặc là mang thai hoặc sinh đẻ nuôi con bằng sữa mẹ có nguy cơ bị bệnh hoặc tật bẩm sinh góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và có thể nói cái hoạt động này rất cần thực hiện để tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả một hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và có thể nói hiện nhiều người đang còn rất coi nhẹ và bộ y tế chúng tôi đang rất là tích cực hơn nữa từng bước đẩy mạnh chiều sâu về cái hoạt động này Vâng uh, hiện nay thì cái việc khám sức khỏe trước khi kết hôn thì đều là do nam nữ thanh niên tự thực hiện và nó tùy thuộc vào cái điều kiện cũng như nhận thức của mỗi cặp đôi uh, các cái văn bản pháp lý như là luật hôn nhân và gia đình năm 2014 rồi là nghị định của chính phủ thì đều không quy định bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn Vậy thì nếu muốn luật hóa cái việc này thì có dễ để chỉnh sửa và đồng nhất các cái văn bản Quy phạm pháp luật không hả, à, cũng như khi câu hỏi thứ nhất ấy, chúng tôi à. có một cái suy nghĩ này muốn làm được cái hoạt động này thì cần chú ý tính đồng bộ của hệ thống pháp luật tránh vấn đề xung đột à. trong khi cái việc góp ý chỉnh sửa để đồng nhất các văn bản quy phạm pháp luật thì chúng tôi nghĩ không thể một sớm một chiều à. vì vậy muốn quy định luật hóa cái tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn thì bắt buộc chúng ta phải sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tôi lấy ví dụ như luật hôn nhân và gia đình, luật bảo hiểm y tế, luật bình đẳng giới rồi pháp lệnh dân số vân vân và hiện nay chúng tôi đang đề xuất xây dựng một cái luật dân số. Vâng. Và chú ý hơn nữa là cái công ước quốc tế Việt Nam đã ký kết hơn nữa trên thế giới hiện nay tôi xin thông báo với mọi người là cái quy định bắt buộc thực hiện hoạt động này phải chăng còn rất nhiều vấn đề bất cập kể cả nước giàu có thì họ không hề nói đến trên vấn đề bắt buộc phải chăng là vấn đề nhân quyền dạ vâng à, giả sử mà khám sức khỏe trước khi kết hôn trở thành cái yêu cầu bắt buộc thì cái việc triển khai trong thực tế liệu nó có khả thi và có thể gặp những cái khó khăn trở ngại gì ạ thưa à, cũng như cái ý kiến trước tôi nói Được. là chúng ta chưa thể luật hóa về cái bắt buộc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn bởi mấy lẽ sau đây. Cái ý thứ nhất là ngành y tế chưa đủ nguồn lực để đáp ứng cái việc nhu cầu tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Chúng tôi được biết là theo điều tra gần đây có khoảng 46,3% cán bộ y tế cho rằng cơ sở vật chất chưa đầy đủ. 43,3% đánh giá thiếu cán bộ chuyên môn để cung cấp dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn. Trong điều kiện như vậy thì việc dành ưu tiên trước hết cho cái việc phát triển hệ thống dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn là không thể ngày một ngày hai được Ý thứ hai nữa là cái việc đồng loạt tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn có thể làm tăng thêm sự quá tải đối với ngành y tế. Bởi vì hệ thống y tế hiện nay là luôn quá tải đối với việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Nên triển khai nhiệm vụ này nữa thì chúng ta đã biết như văn đầu phóng viên có nói là chúng ta có khoảng 1,5 triệu người kết hôn hàng năm sẽ càng làm hệ thống này quá tải, không dễ gì đã ứng, Đặc biệt là các tỉnh miền núi, các tỉnh vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn và ý thứ ba nữa là cái việc bắt buộc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn có thể làm tăng tỷ lệ hôn nhân không đăng ký kết hôn. Tại Đấy. sao như vậy? Hiện nay tỷ lệ hôn nhân không đăng ký kết hôn còn cao, đặc biệt là miền núi. Nếu thêm thủ tục hành chính này thì tôi e rằng là sẽ tăng cái phức tạp thêm cho quản lý xã hội. Đấy. Và cái ý cuối cùng, tuyệt đại đa số nam nữ kết hôn hiện nay trong tương lai sinh ra trong thế kỷ 21 thì có thể nói là cái công nghệ thông tin đang đang rất phát triển vì vậy thay vì biện pháp hành chính bắt buộc thì chúng ta nên chăng đa dạng các biện pháp như đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường cũng như ngoài xã hội cũng như là làm sao những người dân họ hiểu được cái khám sức khỏe trước hôn nhân là bảo vệ chính đứa con của mình và đưa quy định này vào hương ước để nhân dân thực hiện, khuyến khích hỗ trợ chẳng hạn giai đoạn đầu có thể miễn phí cho người khám sức khỏe chăng thì đây cũng là một cách làm rất tích cực. Vâng, tôi cũng đồng ý với lại cái ý kiến thứ tư của ông đó là đẩy mạnh truyền thông rồi là tăng cường cái nhận thức bởi vì là một số nước phát triển chẳng hạn người ta có thể là cũng không luật hóa cái vấn đề này nhưng mà cái tỷ lệ nam nữ thanh niên mà khám sức khỏe trước khi kết hôn cũng rất là cao bởi vì là cái nhận thức của người ta cũng rất là tốt. Vâng, tuy nhiên thì ở nước ta hiện nay các cặp nam nữ thanh niên trước khi bước vào hôn nhân thì đều chưa hiểu rõ ý nghĩa cũng như là chưa có ý thức chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn, do đó là cái tỷ lệ nam nữ thanh niên khám sức khỏe ở trước khi kết hôn ở nước ta thì còn rất là khiêm tốn. Vâng, à, thưa bác sĩ Mai Xuân Phương ạ, à, theo ông vì sao cái tỷ lệ khám sức khỏe trước khi kết hôn ở nước ta còn thấp như vậy? À, đúng như vậy, à, chúng tôi đã có cái khảo sát đánh giá sơ bộ ban đầu trong những năm gần đây. thì tại sao mà cái tỷ lệ khám sức khỏe trước khi kết hôn ở nước ta đang còn thấp? thì bởi mấy những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là có thể các bạn nam nữ thanh niên nghĩ rằng nếu như khám sức khỏe mà phát hiện ra một bệnh gì đó thì khiến họ không đi tới hôn nhân. Hoặc nếu có đi đến hôn nhân thì họ sẽ có rất nhiều cái băn khoăn trăn trở và hoang mang lo lắng trong quá trình hôn nhân. Cái thứ hai là nhiều nam nữ thanh niên chưa biết hoặc chưa hiểu hết về cái lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe trước cái kết hôn. Và cái thứ ba nữa là nếu như cái nhu cầu tư vấn và khám sức khỏe trước cái kết hôn cũng không biết đến chỗ nào vì cũng không rõ địa điểm không rõ là ai làm cho nên cái việc truyền thông cung cấp thông tin rõ ràng chính xác đầy đủ về tầm quan trọng về khám sức khỏe, tư vấn trước hôn nhân là rất cần thiết. Từ cái việc hiểu về lợi ích họ sẵn sàng tự nguyện tùy theo cái khả năng nhu cầu của họ thì đương nhiên họ sẽ làm. Và đây cũng là một cái rào cản. Và cái cuối cùng là một thực trạng nữa là hiện nay công việc của giới trẻ có quá nhiều áp lực khiến các bạn không có thời gian. Khu vực những khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì rất nhiều bạn bè, bạn trẻ không có đủ điều kiện về kinh tế để đi khám sức khỏe trước kết hôn. Cho nên đó là một số những cái rào cản mà dẫn tới cái tỷ lệ đi khám sức khỏe và tư vấn trước khi kết hôn đang còn rất là bất cả. Theo bác sĩ thì cái tỷ lệ khám sức khỏe trước khi kết hôn nó còn rất thấp như vậy ạ thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới cái chất lượng dân số của nước ta? Đương nhiên là chúng tôi rất băn khoăn nếu mà cái việc đi tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn mà không được quan tâm và chú trọng một cách đúng mức thì cái đầu tiên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa bé sinh ra có thể bị dị tật bẩm sinh. Đúng và kèm theo rất nhiều vấn đề hệ lụy kèm theo hạnh phúc gia đình và đối với xã hội thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh xã hội và cái mà chúng tôi quan tâm đó là cái nguồn lực cái à. nguồn lực và cái chất lượng dân số và đó là điều chúng tôi rất quan tâm vì vậy cho nên là nếu mà cái việc tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nam nữ thanh niên mà không được coi trọng thì rõ ràng ảnh hưởng rất nhiều về cá nhân đối với gia đình đối với cặp vợ chồng đó và đối với cộng đồng và hơn thế nữa là đối với xã hội và đất nước có thể thấy là có rất nhiều khó khăn rào cản trong việc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Vậy thì theo ông, trước khi luật hóa cái quy định này thì việc đầu tiên cần làm là gì để tăng tỷ lệ nam nữ tự nguyện kiểm tra sức khỏe khi mà quyết định cùng chung sống và xây dựng gia đình? Chúng tôi cũng rất quan tâm vấn đề này, bởi à. vì để làm việc này thì cái việc trước tiên mà chúng tôi đang đã đang và làm tức là cái hành bang pháp lý của Đảng và nhà nước đã có đầy đủ. Bởi vì là với À, đất nước thì có hẳn một nghị quyết 21 về cái công tác dân số trong tình hình mới chúng ta có chiến lược dân số tận năm 2030 và hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật để hướng tới nâng cao chất lượng dân số cho nên cái việc đầu tiên chúng tôi quan tâm tức là cần đẩy mạnh hơn nữa cái vai trò của các cấp ủy đảng của các cái cơ quan đoàn thể và đặc biệt là cơ quan chuyên môn y tế phải đẩy mạnh hơn nữa về công tác thông tin giáo dục và truyền thông về lợi ích và sự cần thiết của việc tư vấn và khám sức khỏe trước cái kết hôn để từng bước thay đổi nhận thức và hành vi và cái ý thứ hai nữa là cũng làm sao để cho Đảng và nhà nước và đặc biệt các cơ quan trách nhiệm phải có cái đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và nguồn lực để làm sao giúp cho những người dân khi họ biết được cái địa chỉ biết được cái việc cần phải làm thì có như vậy thì họ với thực sự quan tâm đến cái việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn thì đó là hàng loạt những vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng trước khi luật hóa thì cần phải có những cái việc làm hết sức thiết thực hơn nữa thì đó nó nó hóa giải được hàng loạt các cái rào cản để làm sao giúp cho các bạn nam nữ thanh niên đi tiến tới hôn nhân thì phải nên đi khám sức khỏe là vì như vậy. Vâng, song song cái việc uh, truyền thông rồi là cung cấp thông tin để có thể thay đổi nhận thức hành vi. Ạ. Nếu như mà cái quy định khám sức khỏe trước khi kết hôn là điều bắt buộc hay là thậm chí là không bắt buộc nhưng mà khi mà nam nữ thanh niên đã có nhận thức tốt rồi thì theo ông cần phải có cái lộ trình cũng như là cái sự chuẩn bị như thế nào? đặc biệt là về cái hệ thống y tế để có thể tăng cường cái khả năng tiếp cận việc khám sức khỏe đến với các cặp nam nữ khi mà chuẩn bị kết hôn ạ. Cái này chúng tôi cũng đã đã lường trước và à. trên cơ sở các cái văn bản chúng tôi tham mưu cho cho chính phủ và cho cơ quan chuyên môn các cái uh cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là cái hệ thống y tế trong cả nước. Thì hiện nay chúng tôi đã triển khai và rất là tốt cho cả 63 trên 63 tỉnh hành về cái mô hình tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân. Và có thể nói chúng tôi đã đang từng bước sơ kết, tổng kết để rồi chúng tôi từng bước là phổ biến và nhân rộng theo cái tình hình đặc điểm và nó có những cái đánh giá ban đầu thì chúng tôi có thể nói đấy là cái việc đầu tiên chúng tôi đang rất quan tâm. Cái việc thứ hai nữa là cái việc xây dựng chính sách để nâng cao chất lượng dân số. Cái việc xây dựng này là nó được đẩy mạnh hơn nữa đó là vấn đề tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn là chúng tôi coi trọng là việc rất cần thiết. Chúng tôi đưa ra những vấn đề những cái lợi thế hay là cái lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe cho mọi người dân nói chung và cho nam nữ thanh niên nói riêng, đặc biệt là chúng tôi đẩy mạnh khi tập trung là tăng cường đa dạng hóa các hình thức, các loại hình truyền thông trên phát thanh, trên mạng xã hội, trên website, rồi trên pano, trên quảng cáo, trên truyền thông kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ sân khấu hóa vân vân. thì có như vậy mới tạo được cái sự thu hút hấp dẫn đối với đối tượng vị thành niên, thanh niên để họ thực viện và khám cái sức khỏe trước khi kết hôn để khuyến khích họ hỗ trợ nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn tham gia các cái dịch vụ đặc biệt là những cái đối tượng vùng sâu Đấy. vùng xa vùng đặc biệt khó khăn và nhất là vùng dân tộc thiểu số hơn thế nữa là chúng tôi phát huy cái vai trò truyền thông vận động của cán bộ dân số và cán bộ trạm y tế trong việc vận động các đối tượng đích tăng cường cái công tác truyền thông hơn nữa để làm sao giúp cho cái đối tượng này từ học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 18 tuổi mà nam giới và có thể nói là Việt Nam chúng ta đã đạt những thành quả rất là đáng trân trọng về nâng cao chất lượng nhân số cho nên hàng loạt vấn đề đó chúng tôi đã cải thiện rất tốt về cái cái tình trạng dị tật bẩm sinh và hàng loạt vấn đề hệ lụy nếu như họ thực hiện tốt cái việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vâng trước khi mà chúng ta triển khai đồng loạt những cái biện pháp tuyên truyền vận động thì có lẽ là cũng cần phải có cái sự phân định các vùng miền chẳng hạn như ở thành phố thì các bạn thanh niên nhận thức rất là tốt và có điều kiện kinh tế nhưng ở vùng sâu vùng xa thì có thể là các bạn chưa nhận thức đầy đủ và cái điều kiện nó cũng không được thuận lợi để có thể khám sức khỏe trước khi kết hôn vậy thì để tăng cái tỷ lệ nam nữ thanh niên ở những cái vùng miền núi vùng sâu vùng xa hoặc là vùng khó khăn khám sức khỏe trước khi kết hôn thì nên chăng là có những cái chính sách hỗ trợ đối với các cái cặp đôi sinh sống ở những khu vực này thưa Chúng tôi đồng thuận với cái cách nhận định của phóng viên. Bởi lẽ là hiện nay là các cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chúng tôi quan tâm đến rất nhiều vấn đề về cái chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên thanh niên. Và hơn thế nữa hiện nay có một cái hệ lụy đó là xung quanh vấn đề là tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Và bên cạnh đó là chúng tôi đang quan tâm đến một cái bệnh mà nó khá phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đó là cái bệnh tan máu bẩm sinh vân vân cho nên đối với những đồng bào này hiện nay chúng ta biết đảng và nhà nước đang quan tâm có hai cái chiến được rất lớn đó là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trong đó rất coi trọng đến vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn và hơn thế nữa là đồng bào dân tộc thiểu số khi mà cái dân trí khi mà cái cái lợi thế về khoa học kỹ thuật rồi về cái truyền thông đang có rất nhiều vấn đề bất cập chính vì vậy cho nên chúng tôi đã có cái định hướng xây dựng các cái văn bản quy phạm pháp luật dùng cho cái đối tượng ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt có khăn vùng miền núi nhưng cũng không thể không nói đến cái vùng hải đảo nữa bên cạnh đó chúng tôi cũng có những chính sách để ưu tiên về cơ sở vật chất về trang thiết bị về phương tiện về cái cái hưởng lợi và cái nguồn lực để giúp cho những đồng bào vùng sâu vùng xa vùng đồng với khó khăn đó và hơn thế nữa thì chúng tôi đã có rất nhiều cái linh hoạt trong vấn đề là đổi mới công tác truyền thông, phương thức truyền thông rồi nội dung truyền thông dạ. và nó phải phù hợp với văn hóa vùng miền, phù hợp với cái sắc tộc tôn giáo, phù hợp với cái, cái 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 đặc điểm và cái lối sống của người dân tộc nhất là cái dân tộc rất ít người dạ. cho nên chính cái chỗ này là cái chỗ chúng tôi thấy đây là một cái việc làm hết sức kịp thời của tất cả các tỉnh miền núi, dạ. các tỉnh vùng sâu vùng xa vùng khó khăn kể cả vùng hồi hải đảo và các tỉnh biên giới. Vâng. Và, và để cho các bạn trẻ hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, thì xin bác sĩ có thể cho biết về những cái thời điểm và nội dung cần khám là gì? Nó có gì khác so với khám sức khỏe định kỳ thông thường? À, chúng tôi có thể thống nhất và chia sẻ với tất cả các bạn nam nữ thanh niên đã kết hôn và đặc biệt là bố mẹ và mọi người dân cái thời điểm để tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn thì chúng tôi đề nghị là tối thiểu từ 3 đến 6 tháng trước khi kết hôn. Từ đó sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị giúp phát hiện điều trị sớm và có một số bệnh tật có thể ảnh hưởng đến tình dục mang thai sinh đẻ về sau. Và cái này nó khác hoàn toàn với cái khám sức khỏe định kỳ. Bởi lẽ là cái khám này thì nhiều cặp đôi trước khi cưới không ôm đau bệnh tật rất chủ quan. Vì vậy cho nên việc khám sức khỏe trước khi kết hôn là nó gồm có cái việc thứ nhất là khám thể lực rồi khám lâm sàng theo chuyên khoa, khám cận lâm sàng bao gồm x quang, tim phổi, xét nghiệm nước tiểu, soi tươi, dịch âm đạo, dịch niệu đạo vân vân và cái việc nói là chúng ta khám thì các trường hợp nghi ngờ hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục khám chuyên khoa rất quan trọng. Và cái quy trình khám với việc khám sức khỏe trước kết hôn với nam nữ là rất quan trọng. Với nữ giới chúng tôi là bác sĩ thăm hỏi về các cái bệnh về lâm sàng về siêu âm phụ khoa, rồi xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến là như viêm gan B, HIV, rồi giang mai, rồi chlamydia, rồi HPV, rồi xét nghiệm về nội tiết, các cái xét nghiệm về cơ bản huyết học, đông máu cơ bản, sinh máu về hóa, tổng hợp phân tích nước tiểu rồi xét nghiệm các cái bệnh truyền nhiễm có nguy cơ thai kỳ như rubella virus này, rồi cytomegalovirus này, virus tosoplasma này, rồi cái tư vấn tiêm phòng trước khi mang thai, rồi nhiễm sắc thể đồ, sàng lọc bất thường về cái di truyền mức độ nhiễm sắc thể, rồi hơn thế nữa là cái điện di về huyết sắc tố, xét nghiệm gen, công thức máu có nghi cờ mang thai. đối với nam giới là chúng tôi rất quan tâm đến cái việc là thăm khám về vấn đề siêu âm tinh hoàn, này, xét nghiệm tinh dịch đồ này, xét nghiệm cái phân mảng DNA tinh trùng này và xét nghiệm cái nội tiết để xét nghiệm cơ bản này, xét nghiệm các bệnh lây truyền qua tình dục, để xét nghiệm về các cái điện gì sắc tố, xét nghiệm về gen, công thức máu vân vân, đó là hàng loạt vấn đề trong đó cả cái bệnh tan máu bẩm sinh thưa quý vị và các bạn. Thực tế cho thấy là nhiều cặp vợ chồng nhìn bên ngoài tưởng như là khỏe mạnh nhưng mà là mang gen bệnh lặn không được phát hiện sớm nên là sinh con bị dị tật, mắc bệnh di truyền hoặc là khó khăn trong việc sinh con do bất thường nhiễm sắc thể. Các chuyên gia y tế cho biết là phần lớn những cái trường hợp này có thể phòng tránh được nếu các cặp đôi quan tâm đến việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Cho dù luật pháp chưa bắt buộc nhưng việc kiểm tra sức khỏe là thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với vợ chồng và những đứa con trong tương lai cũng như là chính hạnh phúc gia đình bạn và tương lai của đất nước. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Mai Xuân Phương đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin cảm ơn.